Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôn Ngộ Không Hà Nội. Và hôm nay Tôn Ngộ Không David Hải sẽ hướng dẫn cho các bạn động tác múa gậy. Đó. Múa gậy ở trước mặt. Đó. Và trước khi bắt đầu tiết mục thì các bạn có thể thấy chúng tôi đang có bộ trang phục Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh loại cao cấp rất đẹp. Đây, quý vị có nhu cầu liên hệ với shop Tôn Ngộ Không Hà Nội, số điện thoại 0968 646 698. Đây, quý vị có thể xem bộ trang phục của chúng tôi. Đó, rất đẹp các bạn nhé. Rồi, đây các bạn có thể thấy mặt nạ rất là đẹp chưa. Mũ này, râu này, râu dài nhá. Đó. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng học động tác múa gậy. Đó. Đầu tiên các bạn sẽ cầm gậy bằng tay thuận của mình. Đây, chúng tôi đây là cầm bằng tay phải. Đó. Sau đó tay trái các bạn đặt lên đây. Đặt ở phía trên tay phải nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng tay phải chúng ta xoay một vòng này. Và tay này chúng ta sẽ bắt lấy. Sau đó tay này chúng ta sẽ úp xuống này. Tay này chúng ta sẽ xoay một vòng và chúng ta sẽ bắt lấy. Đó. Tiếp tục như thế chúng ta lại ngửa tay này lên. Đó, và tay này lại úp xuống. Thì chúng ta sẽ được động tác quay gậy ở trước mặt. Chậm thôi. Rất chậm để nhìn đường đi của gậy các bạn nhé. Tay phải và tay trái sẽ ở trên này. Bắt lấy. Úp xuống, bắt lấy. Đó. Ta sẽ quay thêm góc máy này. Đặt tay này lên. Xoay một vòng. Bắt lấy. Bắt lấy. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm nhanh nhé. Đó, nó sẽ được như này. Ok.